Sau nhiều lần dừng đỗ và chờ đèn đỏ và tắc đường rất nhiều thứ thì mình bắt đầu mình chạy ra cung đường đại lộ Thăng Long. Thì như các bạn được biết thì trên mặt đồng hồ Tablo hiện tại nó đang chỉ con số là 6,5 lít cho 100 km. Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip mà chia sẻ cái mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của chiếc xe VinFast Fadil để cho quý vị các bạn có thể là tham khảo, tham gia và theo dõi. Bởi vì ở trên kênh YouTube của mình ấy thì có rất nhiều những người mà chưa từng lái chiếc xe này hay là cũng đã từng lái chiếc xe này đều nhận định một cái quan điểm nó rất là trái ngược. Chính vì thế mà hôm nay mình sẽ làm một cái video clip thực tế để đo cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường với cung đường khoảng tầm trên 60 cây số. Thế thì mình hôm nay mình sẽ để ở cái chế độ đó là đo cái mức tiêu hao nhiên liệu tổng thể của quãng đường, chứ mình sẽ không để cái mức tiêu hao nhiên liệu tức thời. Tức thời đó là gì? Tức thời đó là như này này. Đấy, tức thời thì nếu như các bạn ga lên bao nhiêu thì nó sẽ tăng lên bấy nhiêu. Đấy, nếu các bạn đạp sâu chân ga thì nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Còn nếu như các bạn buông chân ga ra thì nó sẽ về không. Đấy, buông chân ga ra thì nó sẽ về không như này. Đấy, thế thì mình sẽ chuyển sang chế độ đo nhiên liệu tổng thể nha các bạn nhé. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu tổng thể. Đấy, thế thì mình sẽ di chuyển đều chân ga. Tại vì có nhiều người cứ bảo rằng là chiếc xe này 1.4 lít thì nó tốn xăng lắm, nếu mà di chuyển trong phố thì nó tốn xăng lắm. Có nhiều người lại bảo là ô cái chiếc xe này nó khỏe nhưng mà nó cũng tiết kiệm, nó cũng ngang i10 thôi. Thế thì thực tế là như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ từ quý vị các bạn thôi, rất nhanh. Trong quá trình đó chúng ta nghe nhạc một chút đi. A few moments later. Bây giờ là hiện tại mình đã đi vào trong khu vực nội đô, đang ở Khuất Duy Tiến nha các bạn nhá. Thế thì chỗ này nó đang khá là tắc. Vì vậy các bạn có thể thấy là mình di chuyển rất tốc độ rất là chậm. Nó rơi vào cơ khoảng tầm chỉ dưới 20 cây số một giờ thôi. Đấy, rất là chậm. Đấy, thế thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như chúng ta kết hợp cả đi nội đô và ở ngoài đường trường vừa nãy thì hiện tại mức tiêu hao nhiên liệu cỡ khoảng tầm 4,5 lít cho 100 km. Thế thì con số này thì hiện tại mình cũng vẫn tạm thời, chúng ta vẫn cứ tạm thời là công nhận đi đã. Còn hiện tại tí nữa thì suốt một cái quãng đường mình sẽ đi vào trong nội đô, trên phố mình đi lên phố, và sau đó mình đi lên phố mình sẽ lại đi ngược về đại lộ Thăng Long, mình đi đường cao tốc. Đấy, để xem rằng là chiếc xe này nó tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu là biết ngay. A few moments later. Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau nhiều lần di chuyển ở trong phố, dừng đỗ liên tục cỡ khoảng tầm 5-6 lần thì mức tiêu hao nhiên liệu hiện nay nó đã rơi vào cỡ khoảng tầm 6,1 lít cho 100 km. Kết hợp giữa đi đô thị giữa lẫn ngoài đường trường. Đây là con số mà thực tế, phản ánh thực tế luôn. Đó, và mình cũng đang di chuyển ở trong phố với cái mật độ nó không phải là đông lắm. Như vừa nãy thì di chuyển ở chỗ khu vực vành đai 3, vành đai 2 thì nó khá là đông và tắc. Vành đai 2 và vành đai 3 đều tắc. Đấy, chỗ nút chân, chỗ đoạn đoạn bệnh viện Bạch Mai ấy. Đấy, chỗ đấy nó hơi tắc. Thế thì bây giờ mình đang di chuyển ở khu vực Trần Khát Chân đi qua cầu. Đấy, các bạn có thể thấy là vận tốc di chuyển cỡ khoảng tầm 20 đến 40 cây số. 40 cây số thì nó là ở mức gọi là trung bình rồi. Ở trong phố xá là ở mức đó là mức trung bình rồi. Đấy là mình còn từ nãy đến giờ là mình không đều chân ga đấy, tức là mình thường xuyên mình dừng đỗ và chúng ta phải chờ đèn đỏ rất là lâu. Đấy, những cái cự ly nó tắc đường nữa. Đấy, di chuyển ở trong phố nó chỉ rơi vào cỡ khoảng tầm 6,2 lít thôi cho 100 km, thì các bạn có thể di chuyển, các bạn có thể thấy thôi. A few moments later.
Rồi, xin chào tất cả quý vị các bạn. Sau nhiều lần dừng đỗ và chờ đèn đỏ và tắc đường rất rất nhiều thứ thì mình bắt đầu mình chạy ra cung đường đại lộ Thăng Long. Thì như các bạn được biết thì trên mặt đồng hồ Tablo hiện tại nó đang chỉ con số là 6,5 lít cho 100 km. Đây là con số hết sức bình thường thưa các bạn ạ. Bởi vì thực ra thì mình vừa nãy mình cũng đã chạy lên phố lòng vòng rồi dừng đỗ cỡ khoảng tầm 7-8 lần. Nói chung là cũng khá là nhiều. Trong khi đó chạy ở cung đường Láng rồi đi xuống vành đai 2, vành đai 3, những cái nút giao, nút thắt nó khá là tắc. Cho nên là cái việc mà chúng ta có một cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,5 lít là chuyện hết sức bình thường. Thế thì tí nữa mình sẽ chạy ra ngoài cung đường đại lộ Thăng Long rồi đi về Xuân Mai, đi về nhà mình để xem rằng là cái mức tiêu hao nhiên liệu thực tế tổng thể giữa đi trong đô thị lẫn ngoài đường trường, cả lượt đi cả lượt về là nó là bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm và kiểm nghiệm thực tế nha các bạn nhé. A few moments later. Rồi, sau khi kết thúc đại lộ Thăng Long thì mức tiêu hao nhiên liệu bây giờ nó đã xuống còn 6,1 lít cho 100 km, kết hợp giữa đô thị ngoài đường trường. Đấy là con số thực tế khi mà kết thúc đại lộ Thăng Long các bạn nhé. Mình đang di chuyển ở ngoài đường gom. Và như các bạn được thấy rằng là cái mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại nó chỉ rơi vào cỡ khoảng 6,1 lít thôi. Đó. A few moments later. Và hiện tại thì đồng hồ chỉ còn xuống còn 6,0 lít cho 100 km. Đây là con số thực tế mà mình cũng đã trải nghiệm ở trên một cái cung đường cao tốc đường trường và đi ở trong nội đô, trong phố, dừng đỗ đâu đó cũng gỡ khoảng tầm 7-8 lần gì đó. Đây là con số thực tế nha các bạn nhé. A few moments later. Đây các bạn có thể thấy là mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại nó còn có 5,7 lít cho 100 km. Và mình vừa kết thúc cái chuyến đi từ Xuân Mai lên tỉnh lộ, lên đường cao tốc đại lộ Thăng Long và đi lên phố Huế, đi qua vành đai 3, vành đai 2 trên cao, đi qua một số các nút thắt, nút giao khá là tắc. Đồng thời là dừng đỗ khoảng 7-8 lần. Và đi ngược từ phố Huế trở về vành đai 2, xuống vành đai 3 và về đại lộ Thăng Long, về tỉnh lộ và về Xuân Mai. Hiện tại mình đang ở nhà. Và các bạn có thể thấy rằng là cái mức tiêu hao nhiên liệu của VinFast Fadil đo trung bình 100 km trên 1 giờ thì nó rơi vào khoảng 5,7 lít trong 100 km. Đây là một con số mà mình gọi là đây con số thực tế. Các bạn có thể thấy ở đây thôi. Cái số km cuối video trừ đi ở đầu video là các bạn có thể ra ngay là số km hôm nay mình chạy. Đấy, đây là thực tế luôn. Còn bác nào bảo là nó phải 7 lít thì không hoàn toàn đúng nữa các bạn nhá. Đấy, nó chỉ rơi khoảng dưới 6 lít thôi. Khoảng năm các bác nào bác chạy thoáng cao một tí nó rơi khoảng tầm 6 lít 2, 6 lít 3. Còn nếu như mà chạy theo kiểu dạng là nắn nót như mình và chạy đúng cung đường lên phố rồi kết hợp giữa đô thị và ngoài đường trường thì các bạn sẽ có một cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng dưới 6 lít. Đây là con số thực tế về mức tiêu hao nhiên liệu của VinFast Fadil. Các bạn có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng chia sẻ ở phần phía bên dưới comment nhé. Còn bây giờ xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.